Tập 13. Qua mộng trên đầu Bambo. Đừng mà, Tricky, cứu tôi với. Vẹt ơi, bay mất rồi. Tricky à, cậu nói xem, nếu trên đầu mình cũng mọc ra được lông vũ đẹp như vậy, thì tốt biết bao. Đồ mập kia, mau thả tôi xuống. Cậu đang nằm mơ giữa ban ngày hả? Chuyện đó sao có thể chứ? Hạt giống ư? Tôi có cách rồi. Nếu như trồng mấy hạt giống này ở trên đầu cậu, đợi chúng nở qua rồi, đầu cậu sẽ giống như con vẹt đó. Sao có thể chứ? Ricky, đừng nói đùa nữa. Tôi là một nhà thám hiểm vui vẻ. Hôm nay trời đẹp quá, không khí trong lành hơn ở sở thú nhiều. Xem ra lần sau đi lại trong rừng phải cẩn thận hơn một chút. Đi thôi. Nóng quá. Khát quá. Ra bờ sông uống chút nước thôi. Uống no rồi, thật thoải mái. Cuộc sống trong rừng đúng là thật hạnh phúc. Trên đầu mình thật sự nở hoa rồi. Tuyệt quá. Lẽ nào mình chính là nàng tiên hoa được mọi người yêu thích, giống như trên TV đó. Không, mình phải là chàng tiên hoa mới đúng. Ồn ào quá. Có để người khác nghỉ ngơi không? Cậu dám đánh tiên hoa sao? Tiên hoa, có nhìn thấy không? Đồ mập, mọc hoa trên đầu, ngốc quá đi mất. Cậu có biết thưởng thức không vậy? Không thưởng thức nổi, đi đây. Đợi đã. Này, đợi một chút. Cậu đừng đi dội thế. Nhìn kỹ bông hoa trên đầu tôi, có phải rất đáng yêu không? Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đi mau, ngay bây giờ. Nếu không thì hung dữ quá. Đi thì đi, không biết thưởng thức. Đúng là cái đồ không biết thưởng thức. Quà nhỏ, quà nhỏ. Trên đầu mọc quà đúng là thật đẹp. Mình nhất định là con gấu trúc đầu tiên trên thế giới mọc quà trên đầu. Nếu như có thể lên TV, nhất định sẽ rất ngầu. Nào bông hoa nhỏ đáng yêu, để mình tưới nước cho cậu nhé. Lớn màu nhé. Lớn màu nào. Thần kỳ quá đi. Mình phải đi cho Ricky xem mới được. Ricky, Ricky, mau nhìn này, tôi biến thành tiên hoa rồi. Ricky, Ricky, mau thức dậy xem này. Vừa mới đầu giờ chiều, ồn ào cái gì thế? Có để cho người khác ngủ không? Thế nào hả Ricky? Rất tuyệt phải không?
Thật không ngờ, trên đầu cậu lại mọc ra hoa thật. Thế nào hả? Có đẹp không? Buồn cười quá. Buồn cười quá đi. Đúng là buồn cười thật. Buồn cười sao? Cậu có biết thưởng thức không vậy? Ta lại thấy buồn cười chứ. Buồn cười quá. Cậu như thế này làm tôi nhớ lại chú hề buồn cười nhất trong sở thú. Tricky, lại cười nhạo tôi à? Xem tôi thu thập cậu thế nào đây. Đừng mà. Đứng lại. Tricky đáng ghét. Xem tôi thu thập cậu thế nào đây. Tôi sẽ không để một tên mập đầu nở đầy hoa thu thập mình đâu. Tricky, giờ phải làm sao đây? Hoa nở mỗi lúc một nhiều. Giờ tôi đến đường cũng không nhìn rõ nữa. Chuyện này đơn giản mà. Cứ giao cho tôi xử lý đi. Được rồi, nhắm mắt vào đi. Xem tôi đây. Hoàn thành. Tricky, cậu giỏi thật đó. Ta lại mọc ra nữa rồi. Mời giúp tôi với, Tricky. Sao lại có chuyện thế này nhỉ? Làm lại, xem tôi đây. Lại mọc ra rồi. Chuyện này tôi không tin là không xử lý được. Xem tôi đây. Vẫn không được. Mệt chết mất. Tricky, cậu nhất định phải cứu tôi đó. Tricky, cậu vẫn chưa nghĩ ra cách hả? Đừng làm ồn nữa. Không phải tôi đang nghĩ đây sao? Nhưng mà số hoa này ngày càng nhiều hơn. Tricky, cậu nghĩ mau lên. Tôi sốt ruột lắm rồi. Tránh ra. Tránh ra. Bamboo, đừng sốt ruột. Tôi vẫn đang cố nghĩ đây. Nhưng mà đi đi. Đi đi. Tránh ra. Đừng lại đây. Cậu đang làm gì vậy Bamboo? Ông mật. Có một con ông mật đáng ghét cứ bay lại gần tôi. Ông mật sao? Chứng tỏ cậu có sức hấp dẫn lớn đó. Ngay cả ông mật cũng bị cậu thu hút rồi. Cậu còn cười à? Cậu không mau giúp tôi nghĩ cách đi. Ngày càng rắc rối rồi. Tricky, tôi cảm thấy không ổn. Ông mật hình như ngày càng nhiều hơn. Đúng vậy, tôi cũng thấy vậy. Hả? Đó là cái gì? Nhiều ông mật quá. Trời ạ, à, mau chạy thôi. Tricky, đợi tôi với. Tha cho tôi. Đừng. Đừng ai đi theo tôi. Cứu tôi với. Đau chết mất. Tricky, cậu mau nghĩ cách đi. Giờ không chỉ là không thấy đường, mà ngay cả ông mật cũng bị thu hút tới. Có cách rồi. Cậu nói gì vậy? Ngây người ra cái gì? Mau lên. Tricky, đây chính là cách mà cậu nói sao? Đồ ngốc, trật tự đi. Không muốn đổi thứ này cả đời thì ngồi yên đó. Tập 14. Tìm nguồn nước.
Nóng chết mất. Không ngờ rừng rậm lại nóng tới như vậy. Trên tivi không hề nói những điều này. Đã nói với cậu từ lâu rồi, không có nơi nào tốt hơn sở thú đâu. Ở đây không có ai cho chúng ta đồ ăn ngon, không có chiếc giường êm ái. Quan trọng hơn là không có máy lạnh. Cái gì cũng không có. Khát quá, tôi không kiếm được chút nước nào vậy. Bambo, cậu đã nhìn thấy những bộ xương trên đường kia chưa? Tất cả đều chết khát trong rừng đó. Lừa ai chứ? Đây đều là hóa thạch. Họ đã chết hàng triệu năm rồi. Cậu có hiểu không? Không hiểu. Tôi thấy là chết khát hàng triệu năm rồi ấy. Tricky, tôi có cách rồi. Tôi nhớ trên TV đã nói rừng rậm có quy luật sinh tồn của rừng rậm. Khi không tìm thấy nước, cậu có thể nhai những cây mềm này để lấy nước. Ăn cay sao? Thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật rồi. Cậu nhìn nhé. Đắng quá. Nếu có cây trúc thì tốt, vừa có thể ăn no căng bụng, vừa có thể giải khát. Cách được nói tới trên TV cũng có lúc không dùng được sao? Tricky, tôi vừa mệt vừa khát, quả thật không thể tiếp tục được nữa. Bambo, phải cố gắng lên. Đồ ngốc kia, lần sau lúc đi có thể nhìn đường không? Xin lỗi Tricky. Nước. 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 Cá sấu. Bambo, mau nhìn kìa. Nhìn cái gì? Cá sấu. Cá sấu thì có gì ghê gớm đâu. Cái gì? Cá sấu sao? Bambo, phải làm sao đây? Còn làm gì nữa? Chạy thôi. Cố lên Bambo, bơi mau lên, bơi mau lên, cố lên. Chuyển hướng, mau chuyển hướng đi. Mau lên, bơi mau lên. Mau lên Bambo, bơi mau lên. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Bambo, bơi mau lên Bambo. Tôi đã cố hết sức rồi. Tôi nhớ cuộc sống thoải mái ở sở thú quá. Bambo, bơi mau lên. Tôi quả thật không thể tiếp tục nữa. Cứu tôi với, cứu tôi với. Thoát được rồi, cứu tôi với. Cứu tôi với, Bambo. Cứu tôi với. Tricky, cứu tôi với.
Trời ơi, mình phải nghĩ cách để cứu Ricky. Bambo, cứu tôi. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Cứu tôi với. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Có cách rồi. Ricky, đợi nhé. Tôi tới cứu cậu ngay đây. Nguy hiểm quá. Cảm ơn cậu nhé, Bambo. Chuyện nhỏ thôi mà. Bambo, nhìn phía trước. Nhìn phía trước đi. Bambo, cậu nghĩ ra cách chưa? Vẫn chưa. Cá sấu sống ở trong nước. Tôi có thể có cách gì đây? Có cách rồi, Ricky. Mình đã bảo lần này nhất định sẽ uống được nước. Cậu nghe nhé. Nguy hiểm quá. Yên tâm đi, đảm bảo an toàn. Ricky, Ricky, xuống đi, mau xuống đi. Được, giờ tôi sẽ xuống. Mau lên, mau lên. Đừng ăn tôi. Còn cá sấu ngốc này không cắn được mình. Tốt quá, sắp được uống nước rồi. Được rồi, còn cá sấu ngốc này đã bị trúng kế điều hổ ly sơn của mình. Cá sấu ngốc, tới cắn ta đi. Tới đây. Tới đây. Trời ơi, đừng mà. Ricky, phải làm sao đây? Ricky, tôi tới cứu cậu đây. Được cứu rồi. Cá sấu thối tha, xem người còn dám ăn thịt ta nữa không. Ricky, mau quay lại đây đi. Không đâu. Xem tôi đây. Cá sấu thối tha. Cá sấu thối tha. Cá sấu thối tha. Đi đây. Thùng nước thì mất rồi, mà cá sấu vẫn ở trong nước. Làm sao uống được nước đây? Đúng rồi. Miệng của cá sấu bị chặn rồi mà. Đúng vậy. Cuối cùng chúng ta có thể uống nước được rồi. Cuối cùng chúng ta có thể uống nước rồi. Chúng ta có thể uống bao nhiêu nước tùy thích rồi. Tốt quá. Vì quả trứng cá sấu. Cậu ta vẫn cứ hào hứng như vậy.
Tricky, mau qua đây chơi đi. Tới đây, tới đây. Ở đây có một con cua. Chương trình thám hiểm trên TV có nói, chỉ cần tóm lấy phần lưng của con cua, nó sẽ nguy hiểm đó. Mau dứt nó đi, mau dứt nó đi. Ném mạnh vào. Mau ném đi. Ném thật mạnh, ném thật mạnh. Đầu chết mất. Đầu chết mất. Cứu tôi với. Tricky, cậu đang làm gì vậy? Xong rồi. Mau xem hình vẽ của tôi này. Cậu vẽ cái... cái gì vậy? Vậy mà cũng không nhìn ra sao? Tôi vẽ rõ ràng như vậy, không nhìn ra được. Ngốc quá. Tôi vẽ một căn nhà. Xung quanh đây là tường, còn chỗ này là cửa. Chúng ta sống ở trong đó, như vậy có thể chặn giả thú bên ngoài. Tricky, cậu đây chờ nhé. Xem tôi ra tay đây này. Xong rồi. Có phải hơi đơn giản quá không? Không sao. Chúng ta có thể dùng nó để đựng đồ ăn. Đựng đồ ăn ư? Ý hay đó. Vậy chúng ta mới đi tìm thức ăn thôi. Nhiều trái cây quá. Quả đó còn to hơn. Thật đèn đuổi. Tricky, cậu đang làm gì vậy? Sao trái cây rơi đầy mặt đất thế này? Chúng ta nên đi về thôi. Tôi chỉ muốn hái mấy quả to, nhưng lần nào cũng bị ngã từ trên cây xuống. Mặc kệ là quả to hay quả nhỏ, tôi cho rằng ăn được vào miệng thì chính là quả ngon. Nói có lý. Vậy những quả này cũng nhặt về thôi. Tricky, đợi tôi với. Có cần giúp không? Tự tôi làm được. Trái cây. Trái cây. Tricky, chừng này đủ cho chúng ta ăn rồi chứ. Không đủ. Một chút thế này làm sao đủ được. Tricky, nhiều thế này rồi vẫn không đủ sao? Không đủ. Chúng ta tiếp tục đi hái. Đi mau. Tricky, đợi tôi với. Rốt cuộc chúng ta phải hái bao nhiêu trái cây mới đủ? Bao nhiêu mới đủ à? Đồ ngốc. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. Phải xếp chồng lên cao bằng hươu câu cổ mới được. Cao bằng hươu câu cổ sao? Bambo, Bambo, đừng ngây người ra nữa. Tricky, chúng ta mau đi hái quả thôi. Được. Giờ thì trái cây của chúng ta nhiều rồi chứ.
Tôi phải mau chóng đem trái cây về, nhất định sẽ cao bằng hươu cao cổ. Cái cậu Ricky này đúng là đồ nóng dội. Ricky, mau thả tôi ra. Thả tôi ra. Đồ xấu xa này, mau thả Ricky ra. Bambo, ngươi còn có trợ thủ à? Cá xấu xấu xa, mau thả Ricky ra. Hùng dữ quá nhỉ. Này, trả ngươi. Bambo, Bambo, Ricky, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Gã đó chiếm hết trái cây của chúng ta rồi. Mau trả lại đồ cho bọn tôi. Đồ của các ngươi, giờ là của ta rồi. Còn không cút mau. Cho các người xem thử. Các người còn không đi thì sẽ có kết cục như khúc gỗ đó. Mau chạy thôi. Đi mau. Chạy cũng nhanh thật đó. Mình phải nghỉ ngơi một lát đã. Đi ngủ thôi. Còn cá sấu đó đáng sợ quá. Tôi nhất định phải lấy lại trái cây của mình. Giờ phải làm sao đây? Có cách rồi. Làm thế này. Xin chào. Vẫn còn dám đến. Đói quá. Không thể chịu nổi nữa. Lần này một mình tôi đi. Không cần cậu đi theo làm gì dướng chân dướng tay. Nhưng mà tôi chỉ lấy lại số trái cây phần của tôi thôi. Vậy cậu tự mình đi đi. Trời ơi, đừng có quay lại nữa. Không lấy được. Lại không lấy được. Chúng ta phải nghĩ cách để lấy lại trái cây thôi. Đau đầu quá đi mất. Có cách gì đây? Có cách rồi sao? Nghĩ ra một cách. Mau nói đi, mau nói đi. Nhưng cậu phải nghe tôi chỉ huy. Nghe cậu chỉ huy sao? Được thôi. Miễn cưỡng nghe theo cậu vậy. Này, thật sự phải làm vậy sao? Cậu đi đánh lạc hướng đi. Cho cậu thấy kỹ năng sinh tồn trong rừng mà tôi giỏi nhất. Con cá sấu xấu xí kia. Lần này ngươi đừng hòng chạy thoát. Đến lượt cậu đó. Đừng hòng chạy. Trứng cá sấu. Chẳng trách cá sấu không chịu đi. Xem ra không thể xây nhà ở đây rồi. Lấy trái cây đi đã rồi tính. Bambo, vẫn chưa xong sao? Đứng lại cho ta. Mau lên, tôi sắp bị ăn thịt rồi. Đứng lại.